Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa Kỳ Ba Bắc Cali được phát sóng trực tiếp qua vệ tinh đến 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada vào lúc 12 giờ trưa hôm Chủ nhật 17 tháng 5 2009 tại sân vận động trường trung học Independence, thành phố San Jose. Đây là một đại nhạc hội lớn nhất từ trước tới nay được tổ chức tại Bắc Cali, phối hợp bởi 58 hội đoàn địa phương, 20 cơ quan truyền thông báo chí, Trung tâm Asia, Đài truyền hình SPTN và Hội HO Cứu trợ Thương Thế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa. Mở đầu là lễ chào quốc kỳ với toán dàn chào danh dự, gồm các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Hải, Lục, Không quân, Nhảy dù, Biệt động quân, Thủy quân Lục chiến, Nữ quân nhân, Địa phương quân, Nghĩa quân, Cảnh sát quốc gia, Đoàn văn công Chí Linh trừ bị hậu sự Hoa Kỳ. Sĩ quan quân lễ là ông Đại Đức Hùng và toán quốc kỳ đều là cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Đại nhạc hội này tổ chức với mục đích gây quỹ để trợ giúp anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo tại quê nhà, cũng như để tỏ lòng biết ơn với các chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh một phần thân thể để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Một phút mặc niệm để chúng ta tuần tiếp trong biển cổ 1975. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ tất cả chiến sĩ. Sau nghi lễ chào cờ mặc niệm, ông Thái Văn Hòa, Phó Nội vụ giới thiệu ban tổ chức Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh. Tiếp đó là phát biểu của trưởng ban tổ chức ông Nguyễn Hồng Tuyền, bà Hạnh Nhơn đến từ Nam Cali, ông Huỳnh Lương Thiện, Phó Ngoại vụ. Tiếp theo là phần văn nghệ được điều khiển bởi các MC Nam Lộc, Việt Dũng, Diệu Quyên, Thùy Dương, Đỗ Tân Khoa, Minh Phượng, Kim Oanh, v.v. Khoảng 8.000 người đến tham dự Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh dưới cái nắng gay gắt dữ dội trên sân vận động, có lúc nhiệt độ lên đến 105 độ. Chiếc từ California lên trên này và mang theo một số tiền đóng góp trên 10.000 đô la. Không khí đại nhạc hội như sôi động hẳn lên khi đến tiết mục Cả Ta Sông Núi do phong trào Hưng Ca Việt Nam trình diễn, do sự điều khiển của ca sĩ Nguyệt Ánh và tiết mục Sông Ca của Lê Huy Phong và Lê Huy Phát. Em Việt Nam cố gắng quay lưng lại. China back off Vietnamese Islands. Đại nhạc hội Cảm ơn Anh đã thành công mỹ mãn, kết thúc vào lúc 7:25 cùng ngày. Tổng số tiền gây quỹ được sơ kết là 446.000 Mỹ Kim. Mỹ Lợi, tường trình từ Bắc Cali xin thân ái kính chào quý vị.